Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dũng Nguyên TV nhé. Hôm nay thì Dũng Nguyên TV có công việc phải đi vào xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thì mình có liên hệ với công việc của mình thì có liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Tát Ngà về cái công tác huy động học sinh đi học sau kỳ nghỉ Tết ấy. Thì trong quá trình trao đổi công việc với anh Thông là Phó Chủ tịch phụ trách văn xã của xã Tát Ngà thì được biết là tại thôn Lũng Vai của xã Tát Ngà thì có một gia đình có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, rất là khó khăn, trong đó là có nhà có ba cháu nhỏ mồ côi, cha thì cha chết thì mẹ bỏ đi lấy chồng, bây giờ thì cũng sống với ông bà. Thì cũng thông qua anh Thông thì mình cũng mong muốn là được đến với gia đình em ấy để thăm em, và cũng như là chuyển một cái suất quà nhỏ nhỏ của cô Lan Hương ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô ấy có chuyển cho mình 15 triệu để mua quà cho chính sinh, một bộ bàn ghế, hai cái giường và một cái tủ. Thì số tiền còn lại thì cô bảo là lúc nào mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì giúp cô mua quà cho những gia đình đó. Thì hôm nay mình cùng anh Thông thì lên thăm cái gia đình có ba em nhỏ mồ côi cha này nhé. Mời các bạn cùng. Thank you.
chạy qua đường. Đường đất rất là lầy. Đường gặp mấy em bò. Để xe ở đây anh. À, đi bộ xuống ạ. Ôi, hết đoạn đường đất là lại bắt đầu đến đoạn đường đi bộ. À da. Đây cái thôn xóm ở dưới này ạ. Này thì mấy hôm nào mà mưa thì đi lại khó đấy nhỉ. Mưa khổ lắm, trời lắm. Vâng. Đến lúc nãy anh em mình đi qua chỗ kia mà mấy hôm nay nắng thế mà nó vẫn trơn. Bên kia là nó có cái đường nước nó dò dỉ vào đấy. À. Chỗ này là bà con trồng lúa nước đấy nhỉ anh nhỉ? Đây là lúa nước nhé. À đây. Hôm nay bây giờ là nó mở nương ngô thành dụng hết. Vâng. Trồng trồng gạo tốt hơn. Đây là cái con đường chính mà đi xuống cái thôn này ạ. Cái mấy cái nhà này ạ. Hay có những đường xe máy nào xuống cái mấy nhà này không? Có, nó nhưng mà nó vòng bên kia cơ. À đấy. Mình đi tắt đây đúng không? Ừ, mình đi tắt. Vâng. Qua. Vâng.
À đây ạ. Vâng. Tay lái thật chuẩn. Vâng, đấy nó dốc như thế này. Mùa kia thì có xe máy chắc cũng chưa chắc đã đi được. Này có cái mo cao mà trượt chắc nhanh hơn đấy. Vâng, xuống thì chùn chân, lên thì căng cơ. Đường như thế này thì phát triển kinh tế cũng khó đây. Trong này là có điện lưới hết rồi chứ anh nhỉ? Ở đây là dân vừa mới kéo. À, tự kéo đó. Tự kéo vậy ạ. Ừ. Nhà nó ở tích dưới thôi, nó ở cùng. Nay em hỏi thế bảo là ở cùng hai bác. Nhưng mà ở cùng bác thì là nhà đấy. Vâng. Ơ. Vậy chú chú ơ ơ từ cho bé từ nhỏ là chú anh có đấy là anh có từ tính gốc. Ừ. Nó là từ đấy. Nó nhưng mà cho ốc của mình là nhẹ cho một tí vậy. Ồ. Nhẹ cho một tí hay là mất cuối cùng đó. À, cua trả tù nữa đấy à? Cua ta. Nhẹ, nó không có khỏi chăng nhưng mà chưa mình nhẹ. Chứ vậy. Là muốn làm chưa lại. Thế nào anh? Hôm nọ mẹ nó về lại đưa đi sang bên kia chơi rồi. À, đưa hết đi à? Ừ, đưa hết sang bên kia rồi. À. Ô, nếu mà chảy không ở nhà thì cứ xuống hỏi. Nó chảy rồi. Anh. Cái thằng bí thư chi bộ này lúc nãy. Đây là nhà hai bác ạ. À? Ở đấy hả? Vâng. Mà đưa sang bên kia thì báo một câu để anh em mới biết chứ. Mẹ về đến nhà mới mới. Anh là bác của hai cháu, ba cháu đấy ạ. Ờ đúng rồi. Vâng. Còn nhà? Dạ vâng. Đây là nhà của ba cháu ở đây, ở cùng hai bác. À, hôm nay thì vào thì hai bác báo là mẹ của các cháu đón các cháu đi chơi. Mẹ nó bảo bao giờ mới đưa về hả chị? Vâng. Mẹ nó bảo bao giờ mới đưa về anh? À đi mấy ngày nó đến giờ đi học rồi. À bao giờ đi học mới đưa về à? Là cái đó. Ừ, cái đó. Ủa, thảo tư nó nỉa tôi cho bụng nào. Tôi mới thở rõ. Nếu là lâu rồi chơi nỉa tôi nhìn vô cho bụng. Ô bé nó chỉ là xa tôi cần ta rồi xa tôi hả đi. Thôi do là sự vật chơi xe à tỏ tỏ nhẹ mà chứ mất nỉa hết. Chứ là dù xả một cái là phú tàu mình chơi không chờ tàu na. Nó bó bó tha chỉ tàu na. Dạ. Ủa chờ hả chứ nhỏ. Ủa chờ hả đấy à đấy. Cho xin là phải cảnh tàu trói này.
你去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 你
chỉ bóc một thỏ tướng hết rồi đấy. Một ốc bên nơi cạn tay mà cho cắt sáu tửa. U chỉ hả? Hay hả? Dạ, em không. Bảo là hai ba hôm nữa mới mới qua lại nhà. À, vâng. Nó một ốc bên nơi cạn tay mà sáu tửa tôi cạn tay. Thì tôi cạn tay gì? Thì tôi cắt cạn tay cho tôi. Con anh đây à? Không phải, đây là thằng em. Thằng em trai. À, thằng em à? Ngon, thằng em trai. À, chú của ba cháu đấy à? Ờ, không phải. Mà là chú của thằng em. À. Chú của anh này. À, vâng. Con của chú. À, do con của em anh, chú. Anh em của nhà này nó có ba bốn anh em cơ. Vâng. Vâng. Thế thằng chết kia thì nó là thằng thằng út hay sao? Vâng. Tụi tụi nét tụi mẹ bóng lại rồi tụi tụi sao rồi nhỉ? Tụi tịt bé. À, cái thằng mất kia là để lại con ở nhà, cái thằng kia chết kia là thằng thứ ba rồi. À thế ạ, vâng. Còn đây là thằng cả. À. Anh nhận nuôi hết cả ba cháu đấy ạ. Đúng rồi. À vâng. À, ô rảnh dù tao vô bếp cho tao vô. Dù chú mua á chị, chị làm rồi. Mà nó chú mua á chị, ta nó cho nó tới tổng. Ô thì à, là nhìn dù nhìn mua rõ tới hù dần dông là sao là đó hải tà là thế này thì ủa yêu chỉ mua lại yêu lại mua lại chỉ nhận yêu thế này, cái này chỉ yêu từ từ yêu, ủa yêu cứ tự yêu hết chứ, ta chỉ yêu lâu yêu chứ, lâu nhau chứ không phải, yêu sống lâu thôi chứ, nên theo tao lúc còn giàu cái sự, gọi là không không tám bốn chín, không tám bốn chín, rồi, chín bao nhiêu nữa? Chỉ họ không chín vậy mà, không chín, không chín đâu. 0971 1 2 5 7 7 8 2 0 9 7 1 1 2 5 bao nhiêu nữa? 7 8 4 lúc sợ to thì trong này sóng kém nhỉ? Ừ, trong này sóng. Đó. Có chuông chưa? À đấy, được rồi, đấy. Đấy này là có số lêu số ở thầy vào. Em tên là Dũng. À, tên là Dũng. Vâng. Anh tên là gì ạ? Ná. Vâng. Chứ ná mới được. Số này chỉ có một ná thôi. Vâng. Nhớ chứ, nó thử lòng mà không tại chứ. Mà có tất cả. Ừ, thật lòng mà không tẩy được. Như còn ta thấy ở em chơi như mà có thể tẩy kia các thứ có sao tốt rồi. Rồi nếu mà lúc nào mà các cháu về thì có thể là chủ nhật tuần sau thì em sẽ vào tiếp. Vâng, vâng. Đấy. Và lúc khởi động ca. Thứ bảy chủ nhật thì em mới có thời gian rảnh vào được. Đúng rồi. Hôm nay vào các cháu không có nhà mà em cũng có một chút sữa với kẹo em gửi cho các cháu. Vâng. Anh cầm giúp ngày mai. Vâng, các cháu về thì anh cho các cháu uống. Thay gió rồi. Đúng rồi, thay gió bảy khư à. Thay gió bảy khư rồi. Thay gió bảy khư cho khi lâu sọt cha lại cho khi cho tí tí cỏ một tí cỏ đó. Ồ, chuyện đàn đi lại cho xu xanh. Thế thì cảm ơn thầy á. Dạ vâng. Đấy thì em cũng muốn đi tham quan nhà anh một tí nhá. Thầy này, thầy lớn thầy chọn được sao? Đây là ngôi nhà mà ba cháu. Thế các cháu ngủ ở chỗ nào anh? Ngủ ở dưới này. Cháu nó... Hai đứa nhỏ thì ở đây à? Hai đứa lớn ở đây. Thế còn đứa nhỏ là ở với anh à? Vâng. À, đây. Để... Bên này có điện không? Không có. À. Điện này là mới kéo về à? Lâu rồi. À, kéo lâu rồi. À, đây.
Đấy, hai vợ chồng ngủ bên này à? Không, con hai cái đứa con nhỏ. À, hai đứa lớn ở đây. Hai đứa lớn ngủ đây. À, hai đứa lớn thì ngủ ở chỗ này. Thế còn hai vợ chồng anh ngủ đâu? À, bên này với ngủ bên này với đứa nhỏ đây à? À, đây. Năm nay nhà mình là trồng lúa hết nhỉ? Trồng lúa đó. À, trồng lúa. Chỗ này sao ướt này? Này đổ nước vào đây. Bị đổ tưởng dột. Khu bên này là bò, nuôi bò bên này. Ờ. Hai vợ chồng nhà bác của ba cháu thì không có con cho nên nhận cả ba cháu về nuôi. Kinh tế gia đình thì cũng có hai con bò đây. Một con trâu, một con bò đúng không? Một con trâu, một con bò. Ờ, đấy. Ngoài ra là trồng lúa thôi. Nương nhà mình trồng lúa như thế có đủ ăn, một năm có đủ ăn? Chỉ có trồng hết thì đưa đủ ăn. Đủ ăn cả năm thôi thì? Đủ ăn cả năm thôi. Ờ, đấy. Thế có nuôi gà, nuôi qué gì không? Gà chỉ có 3-4 con thôi. À, thế là ngoài trồng lúa ra thì là không có cái gì khác, không làm gì nữa. Không làm gì, ngon thì không có ruộng gì. À, bây giờ là có 3 đứa ở nhà thì cũng bận công việc, trông nguyên trông chúng nó cũng đã vất vả rồi anh nhỉ? Vâng. Thế mẹ nó có về... hay về cho tiền để nuôi chúng nó không? Ơi, nó không có đâu. À, nó cũng không có đâu gì. Có. Ừ. Đi vào chỉ có mua gó kịa về cho các con thôi, không có cái gì mà cho. À, thế à. Nó có hay về thăm không? Nó không về mà. À. Nó đi thì... Thế từ đợt nó đi bây giờ mới về thăm con, đưa con đi chơi một lần à? Còn... lúc đấy nó không đưa đi mà, nhưng chỉ có nó vào đây ăn cưới đây thì nó đưa nhớ thì nó nhớ bảo đi hai ba ngày xong mới đưa về. À, dạ. À. Lúc chơi ở thông coi gió nhiều lúc gì? Lúc hầu này. Lúc mẹ đi rồi. Lúc ở nhiều mà. Lúc con ta này. Ở. À. Thế còn nhỏ thế mà bỏ đi được, tài thật. À. Trước cái nhà để nó là ở dưới này. Thế cuộc gặp gỡ thì hôm nay rất tiếc là các cháu nó lại không có ở nhà. Thì hẹn một dịp khác là các cháu mẹ các cháu đưa về thì em vào. Vâng. Thế thì các bạn thân mến, mình cùng với các bạn vừa thăm qua cái hoàn cảnh gia đình của anh Ná. Thì anh Ná là bố của bác của ba cháu mồ côi đó. Thì rất tiếc là hôm nay các cháu lại không có ở nhà do mẹ các cháu lại mới đón các cháu đi. Thì một dịp gần nhất thì mình sẽ quay trở lại nhà anh Ná để thăm ba cháu. Thì video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Em cảm ơn anh Thông đã đồng hành cùng em hôm nay nhá. Không biết gì.